Đây. Ui. Nó đào, nó đào tụi hai gà đó, đang đào. Anh phải chờ nó thở đi. Rồi, ok không ơi? À đem cái túi vô cho vợ, quên vợ kêu. Đi ra lo mãi mê quá quên luôn. Giờ này trễ lắm. Không ông nha. Chị đã nói rồi, kệ. Ở gia đình. Bao nhiêu chị chịu. Gia đình người ta mất hạnh phúc nhiều cái vụ đó về gì cái vụ này nó mà. Đi xa ra tận đây. Anh đâu đang ở chỗ bán lẻ kia đúng không? Ngay mình đi bắt tù hài. À, rồi voi con móng tay ở đây phải là móng tay mà con là kêu là con móng chân. Đây cho mình. Đào chổng mông chổng đít lên hết. Dân tình ở đây nó cứ thẳng theo cái tam giác đó đó. Dân tình hôm nay đi cũng hơi nhiều. Tưởng mỗi anh Tuấn anh sợ vợ, nó sợ vợ hơn anh Tuấn nhỉ.